好极了。Again, two. Mất bóng lỗi. Không được. Vẫn là miếng cú móc. Trái lỗi. Bóng ngoài. Lỗ bóng. Không được. Đó là giọng đầy rất tốt. 2014. Không được. Tất cả các bóng. Màn đỏ trái không thành của Lisic. Rất vất vả. Tấn công hay. Quá khó. Cái không qua lưới. Rất thoải mái cho Manny Slick. Nishikori. Và game cho thầy Nishikori. Rất hay. Mới chắc hẳn với trận đấu đầu giải quyết. Tiếp tục đánh giò. Tiếp tục đánh hỏng và game. Rất tốt. Ngoài tầm với. Trả lời quá tốt. Điểm winner.
trọng. Nishikori cú break thành công. Rất hay. Pha xử lý. Rất hay. Bóng này rất cao. Nishikori gặp khó. Và game đấu cho Marisic thì sáng sớm. Cú đờ mi thất bại, quá đáng tiếc. Rất tốt và trận đấu thứ hai đã khép lại được. Lên lưới rất tốt. Quá hay. Ngược với những pha xử lý vô lê trên lưới trước đó rất tệ. Rất sâu. Cú trái quá tốt của. Không được. Giao bóng tốt, điểm ấy. Móc ra dây không thành công. Quả bóng rất tốt. Không phải lúc nào. Rất tốt. Rất tốt. Điểm. Không được. Chẳng như bắt bài Nishikori. Và game cho không được. Game Nishikori. Và đội công bất thành của chú. Rất hay. Không kịp. Quả bóng trước đã là rất nỗ lực rồi. Ngược chiều di chuyển của đối phương. Rất đẳng cấp của Marisilic.
挖空。联盟多次进。lối kẹp quá nghiêm trọng và tỷ số 4-4. Bóng ngoài. Chúng ta phải chờ đợi xem. Silic đã có phần lưỡng lự để pha bóng vừa rồi rất sâu. Silic khiếu nại. Bóng trong sân. Bật tiết của Silic. Bóng ngoài. Không được. Hơi vội. À, chiến thắng chung cuộc đã thuộc về Kei Ishikuri. Anh đã ghi tên mình vào trận chung kết thứ tư trong mùa giải năm nay. Chiến thắng sau 3 trận đấu rất kịch tính. Một cú lội vừa dòng hoàn hảo của Kei Ishikuri.